chi kính không rát bằng đen vâu. Nhưng không ai yêu fan bằng chị đâu. Lên ngay video nóng hổi vừa thổi vừa giải đố về những idol TikTok có nhiều follow nhất Việt Nam nè. Like để bắt đầu nhé. Câu 1, đố bạn top 1 tài khoản nhiều follow nhất là ai? Là chị Trà Đại này, chị có hơn 20 triệu follow rồi nhé, chính thức trở thành tài khoản nhiều follow nhất Việt Nam. Lại có người bị lừa rồi, cả hai đều không phải chị Trà nha. Đây là chị Trâm Đô, chị gái song sinh của Trà Đặng đấy. Câu 3, solo biến hình giữa hai chị em Trâm Trà, bạn chọn ai? Khi thân mắt cùng nhìn dòng người bên em trong những đêm mơ tuôn rơi, anh bỗng thấy cuộc đời xanh hơn. Và tình yêu lắm nhanh như thôi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa. Đưa em đến cùng trời, đến cùng trời yêu thương. Nếu phải chọn một, thôi thì chị kính vốt bé đu đủ vậy. Anh em thấy chọn ai thì comment nhé. Nếu nói yêu lần này, anh không biết em trả lời sao. Nhiều follow nhất là ai? Chuẩn luôn là chị Linh Barbie này, xinh quá cơ. Tuy bị mất vị trí top 1 nhưng vẫn cứ gọi là đỉnh của chóp nhé. Mãi xin mẹ mình nghe em thôi, mãi yêu thương mình nghe. Vậy thì anh xin chết đi, người anh thương. Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương. Dành cho em dây hết. Câu 5, cung hoàng đạo của chị Linh Barbie là gì vậy nhỉ? Chị Linh sinh ngày 23 tháng 7 cung sư tử nha. Cũng chẳng mấy nữa là đến sinh nhật của chị ấy đâu. Xem chị Linh biến hình xương xương cung hoàng đạo nè. Theo truyền thuyết thì có tất cả 12 cung hoàng đạo, tương ứng 12 chức chìa khóa. Tiếp theo là ai? Gợi ý nè. Chuẩn luôn, TikToker Đào Lê Phương Hoa với 14,8 triệu follow. Xem video của idol này mà mãn nhãn luôn. Câu 7, chị Hoa thường đu trend theo phong cách nào? Chị là chị cân cả hai chứ sao phải chọn. Xem đây nè, xứng đáng vừa là hoàng tử vừa là công chúa trong lòng fan. Mama, love, and the criminal. And the step of love is a passion, no, it's physical.
đây là TikTok con nào. Mê các clip ngắn thì chắc chắn sẽ biết anh Nguyễn Văn Tài, người đâu vừa giỏi lại đẹp trai. Fan anh Tài điểm danh D, anh ấy đang giữ vị trí top 4 đó. Câu 9, anh Tài sinh năm bao nhiêu? Ô là trời, anh Tài sinh năm 2002 mà đã có tận 15,6 triệu follow rồi mọi người ơi. Trông đẹp trai không kém gì mấy anh giai ngôn tình Hàn Quốc cả nhé. Cả đời này không cần thiết phải tranh giành với ai. Những thứ thuộc về mình nhất định đều nhường. Câu 10, Win Team đỉnh thế nhỉ. Nhiều thành viên đứng top lắm nhé. Bạn gái của Nguyễn Văn Tài là ai? Chị Ngô Ngọc Hòa nổi tiếng không kém người yêu đâu đấy. Người ta cũng được 15,6 triệu follow đứng top 4 cơ mà. Ai là fan của cặp đôi này không? Điểm danh nhẹ nhàng cái nào. Câu 11, theo ngay sau vị trí top 4 là TikToker nào. Của anh Nam, chị Sinh đang sở hữu 14,8 triệu fan. Chẳng mấy mà lượng fan chị ấy tăng vọt vì bà nhảy vừa cuốn, thần thái cũng đỉnh nữa. Mãi theo sau mình em thôi, mãi xin mê mình em thôi, mãi yêu thương mình em. Vậy thì anh xin chết đi này anh thương. Có biết bao nhiêu điều công đang vẫn vừa dành cho em, dành hết tâm tình anh mất một đời. Nhưng làm trái tim anh đau. Vậy thì anh xin chết đi người anh thương em. Có biết bao nhiêu điều công đang vẫn vừa dành cho em, dành hết mất một người còn nhiều follow gần bằng chị Xin. Đố bạn chị Hugo Việt Nam là ai? Ta-da! Chị Việt Phương Hoa, Hugo của Việt Nam đây. Bật mí là chị ấy có 14 triệu follow trên TikTok. Vừa xem chị ấy nấu ăn vừa cười đau bụng. Nếu nói yêu lần này, anh không biết em trả lời sao. Về số follow thì chị Thoa ở top 7, còn chị Xin top 6. Vậy lượt team thì ai nhiều hơn ta? Chị Thoa kèo này thắng chắc rồi. Lượt team của bà tính bằng triệu cơ mà. Chắc do bà hài hước quá đó. TikToker nào giàu nhất? Đi hỏi thu nhập của các idol 7-7-4-9 lần mới biết chị Thoa giàu nhất nhé. Ngoài kênh TikTok, chị còn có kênh YouTube với hơn 2,6 triệu người đăng ký nữa đấy. TikToker có lượt follow nhiều nhất Việt Nam, comment xuống dưới nhé. Vậy là chuyên mục khám phá các TikToker nổi tiếng nhất đã kết thúc rồi. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để chị Kính làm về idol của bạn nhé. Bye bye.